Xin chào buổi sáng mọi người. Hôm nay là ngày Tết Tây, 1 tháng 1 năm 2020 rồi. Tết rồi ha, năm 2020 rồi ha. Chúc mừng năm mới nha. Hết 365 ngày rồi. Trái đất quay quanh mặt trời á. Cứ hết một chu kỳ như vậy đó. Để mai Phú Tân nở nè ha. Nhìn thấy mê ha. Có ít bông mà cũng nở ra được ha nè. Đây là kem hoa mai Phú Tân nha. Có ít bông mà. Bông mà cũng rất là đẹp á. Ngắm bông hoa thấy vui gì đâu ha. Mong hòa uống ly cà phê thấy vui ạ. Ngày đầu năm á, ngày đầu năm đi Tết Tây ở vườn coi có hoa nào nở không ha. Có mấy bên kia kìa. Rề lọc nè, rề lọc nó ra hoa ít nè. Cái hàng chuẩn hoa nè, nhiều cánh nè. Cây thủ đức nở hoa nè. Nhà thủ đức nở ha. Thấy lạ chưa? Thủ đức ngày thứ hai của nó ha. Hoa to tròn rất là đẹp ha. Cây này Tết Tây à. Tết Tây thấy nụ không á à? Quá trời luôn. Đây cây đài lộc nè, đài lộc bạc lá ngày bữa 23 tháng 12, bữa nay là ngày 1 á, coi như là 9 ngày. Sau 9 ngày lặt lá nè, cái đại lộc mà nó bung hoa ra nè. 9 ngày lên chân xanh nè.
trứng xanh này. Có cái hũ yên nhỏ nè, nở tưng bừng luôn nè. Cái hũ yên nhỏ nè ha. Nhỏ xíu à, nở tưng bừng luôn nè. Một chùm luôn á, hổm chùm á là chùm này đã là 4 bông á. 4 bông. Đó. Cây nhỏ xíu được kể là gần được cả chục bông á, có chút xíu thôi. Này mới ghép có 1 năm á, 1 năm rồi đã cho hoa rồi nè. Phú Yên. Nếu mà xét về giá khá thằng Phú Yên này so với bạn thằng Thủ Đức ha, thì cái form hoa này này nó cũng giống giống nhau, mà Phú Yên thì cái sắc hoa nó đậm hơn. Sắc hoa vàng của Phú Yên này đậm hơn Thủ Đức ha. Có thể là xuất xứ nó là một cái giống mai gốc là miền Trung á, miền Trung mà đó nắng gió nhiều thì cái hoa sắc nó sẽ đậm hơn. Sắc của Phú Yên nó đậm hơn Thủ Đức. Màu vàng nó đậm hơn, màu vàng nó giống như màu vàng của Phú Tân vậy. Nó cũng giống hình thì giống hình parabon á, cái hoa cũng giống hình parabon, nhìn cũng có duyên lắm, thơm không? Đây là cây Phú Yên nha. Đây là cây rồng bay nè. Rồng bay nha. Này là hơi lạc lá luôn. Còn mấy cây để chơi Tết luôn ha. À, lạc lá chơi la rai thế Tết luôn à. Cũng không cần Tết nở đúng Tết đâu. Tết ở vườn nhiều quá rồi. Chơi la rai ha. Tết nở một lượt thôi. Nhiều quá, thấy ngán. Chơi lai rai lai rai ha. Đây hoa rồng bay này, thứ hai của nó nè. Ngày đầu tiên á, bung ra. Cúc rồng bay. Cái này hả mà mọi người không biết, anh em mà theo dõi á, nhớ vào rõ cái này nè. Hôm thay chậu ha, thay chậu thay phân cho nó, thay sơ dừa với vỏ trấu trong đây, với lại trộn thêm phần cát nữa ha. Hôm nay sẽ có sức sống nào lại rồi đó. Cái bên đây là cây cúc VIP nè, hôm sau một đợt bông te tua hết rồi nha. Hôm nay nó tốt tốt lại rồi nè, tốt tốt lại ha. Hôm một chùm bông nè, cả chục mười mấy bông luôn ha. Này tốt tốt lại rồi nè. Bắt rễ tốt là nè. Lá bự bự không á. Cây có chút chít à. Lá bự bự không à. Rồng bay á. Màu hoa rất là đậm luôn, rồng bay nè. Cái này là cái hay nè, cái nhị này nó không có bị thâm nhiều quá. Cái nhị của rồng bay nè. Nhìn nó hoa nó sáng lắm.
Thủ Đức ha. Dạ Thủ Đức cũng có rất là đẹp nè. Cây nhỏ xíu này nay nó cũng ra hoa kìa. Xíu hả? Phú Tân cái bên thì ra đều nè. Có mấy cây cúc bi á, cúc bi cái đợt mình đem ở Bình Định á, đem khoảng 300 mấy chục cây về á. Đây, bữa nay còn chừa lại khoảng chục cây làm giống. Chừa lại chục cây làm giống mà. Hôm nay nó cũng ra hoa nè. Đây là cúc tiên sinh nè ha. Cúc bi tiên sinh. Đó, nụ nó tròn tròn nhìn đã lắm. Nụ nở mấy ngày trước rồi. Trồng vo ha, hoa chùm chùm không á. Này cái lô này là thì mình nhập thẳng từ Bình Định về luôn ha. Đây lô cây cần cái chậu ngoài đó luôn nè, tại kỳ đem 300 cây về á, cây về thì bán cho anh em làm giống á. Dạ còn chừa lại chục cây à, để mình lấy giống mình ghép ra à, nhập cái này về rất là cực á, nó nặng một cái chậu, nó nặng hai mấy ba chục ký á, kinh hai cái chậu này là muốn sụi tay luôn nha. Chậu bự nè, về đi một cái xe tải đi đâu như 20 tấn á, chở được có 300 mấy chục cây à. À đây là cúc cúc bi tiên sinh nè, cái này là chính tay chú sinh chú ghép luôn ha. Này ghép có 1 năm thôi mà nó cũng lên nụ đẩy trơn ha, có thể chơi hoa được. Đây, à, mình bán cho anh em chắc bữa nay chắc nó cũng lên chân nụ giống như vậy hết rồi ha. Đây mấy cây ở vườn còn để lại nè, mấy cây là này là mấy cây xấu á, mấy cây không được đẹp mình bỏ lại nè, mà nay nó cũng lớn lên rồi nè ha. Đây 300 cái cây đó thì anh em có xem ha, có xem được cái video này á thì cho mình một cái like á, một cái nút yêu thích đi. Đây, mấy cây này ở vườn còn lại là nó cũng lên chân nè ha, nụ đó nè. Cây này lúc trước nó có chút xít à, xấu quá thì chừa lại bán đi, bán mấy cây tốt hết rồi, còn chừa lại mấy cây xấu lại không à. Hôm nay nó cũng tốt lên nè ha. Trong lâu cây nó cũng có mấy cây mang nguyên thủy, mấy rừng nè. Không biết bông búp như thế nào mà lấy lá đẹp lắm, lá đỏ chét à. Còn cây bên đây là cái cây cúc cúc đọt xanh nè, cúc này giống một dòng cúc của Huế nè, đọt xanh hoàn toàn luôn á, bông mai dựng chùm, đọt xanh lè. Cái lá này khi mà lá nó già, cái lá này so với cái lá của mai lá ngọc cành vàng nó y hệt nhau luôn á. Này là có chung một cái dòng nè, chung một cái dòng hoàng mai của Huế lai ra nè ha. Khi mà nó già nó lá nó y hệt luôn à. Này giống lá ngọc cành vàng. Lá cành vàng khi mà cái đọt non nó ra thì nó màu vàng, còn này đọt non ra thì nó xanh à, xanh lè luôn à. Đây có cây Phú Tân họ nó bị khô nước nó ra bông quá trí đâu mà. Ra lự khư ở đây nha. Phú Tân thì nút chút như thế này thôi mà vẫn ra hoa ha. Nút chít à, vẫn ra hoa nè. À đây cái hay của nó ha, nút nào nó cũng ra đó. Ẩm tưới không đủ nước á, nó ra hoa nè. Đây hoa nó tròn á, dễ thương lắm. Đây, đây là ngày đầu năm á, là mình xem một vài hoa ở vườn đây. Đây là cúc đọt đỏ ha, cái đọt nhìn thấy mê ly chưa. Đây không có hoa, chúng ta ngắm cái đọt này cũng vui á. Đọt đó chét luôn. Đây là cái khế Noel nè. Trái rụng quá trí luôn.
đấy, đây là đầy trong luôn á. Có cây Phú Yên này đẹp nè ha, này Phú Yên này nở rực rỡ luôn nè. Nay là ngày mùng 7 rồi ha. Mùng 7, 7 âm lịch. Như là tuần nữa là xuống lá rồi. Đây là cây cúc thọ hương ha. Thọ hương trước bông quá trí bông, nên nó cũng ra lại hết à, xanh tốt luôn rồi đó. Giống như những cây mai mà dưỡng sau Tết á, sau Tết. Đây. Sau Tết này. Trong khi về Tết ta tưới cho nó miếng phân luôn, tốt quá trời tốt à. Rồi quay lại đây xem cái hoa mai Phú Tân ha. Mai Phú Tân này. Đó, nét rất là dễ thương. Bên đây có đại lộc nè. Đại lộc nè. Đó, đại lộc nè. Đây là hàng cây hoa chuẩn ha. À, bây giờ coi như là 4-5 ngày nữa là 4-5 ngày tới là một tuần nữa là lặt lá mai rồi ha. Là chúng ta vô cho nó một cử phân cuối cùng, cử phân NPK có số đầu số cuối cao hoặc là ba số bằng nhau, rồi mới lại phân hữu cơ vi lượng ha. Thì với liều lượng là một muỗng canh pha 20 lít nước, và chúng ta tưới cho một cây khoảng 1 lít nước thôi. Cái liều lượng như đó là tưới cho một cây khoảng 1 lít nước ha. Rồi khi mà chúng ta trước khi ngày lặt lá, chúng ta tưới vừa đủ thôi, tưới sương sương thôi, chứ đừng tưới đậm quá nó lâu lên lắm. Khi lặt lá xong chúng ta cắt nước hoàn toàn ha, không tưới nước nữa ha. Đấy, khi nào khô quá thì chúng ta chăm nó chút xíu để cầm lại thôi. Đấy, lưu ý là càng tưới nhiều nước á thì cây nó sẽ càng lâu nở, nó lạnh rễ nó lâu nở. Chỉ có lưu ý vậy thôi ha. Nên nhớ là càng tưới nhiều nước thì cây sẽ càng chậm nở. Bởi vì khi mà lạc lá xong thì cây không có cần nước nữa ha. Chúng ta tưới nhiều quá thì nó nằm nó im nó luôn à. Im nó luôn. Đây có mai Thủ Đức nó nở hoa nè. Và hôm nay là khi mà tưới hoa, khi mà tưới phân á, chúng ta xịt cho nó một cái cử phân mà chống rụng nụ, chống rụng bao hoa vậy á. Chắc có chất phân mà có chất kali, hoặc chúng ta ra những cái tiệm thuốc á, hỏi cái phân mà dưỡng nụ á, xài chung cho hoa cúc, hoa vạn thọ đâu cũng được. Có cái chất mà là chống rụng hoa. Chống rụng hoa là làm cho cứng hoa rồi quá. Đây có chất này chất kia trong đó. Nè lúc mà còn lá xịt mới có tác dụng nha. Chứ mà khi tuốt lá rồi là không còn tác dụng gì hết á. Tuốt lá rồi là không còn tác dụng nữa ha. Rồi, xin chào mọi người. Chúc mọi người năm mới ha. Năm mới vui vẻ ha. Đây, thì vẫn như hồi năm rồi ha. Hồi năm rồi thì mình có làm một cái video á. Một cái video mà cũng ngày đầu năm, ngày 1 tháng 1 năm 2019. Đây, có nhắc có câu chuyện á. Có một cái câu mà trong một cuốn sách á. Cuốn sách là... cuốn sách của Nguyễn Hiến Lê á, Nguyễn Hiến Lê, dịch giả Nguyễn Hiến Lê á, quẳng gánh lo đi và vui sống á. Đây thì trong cái đoạn đầu tiên của cuốn sách á thì có nói như thế này ha. Đây người ta kiếm thật nhiều tiền á để chăm lo sức khỏe, nhưng mà người ta đâu có biết rằng nhưng mà người ta có câu đại loại như thế này: người ta mong muốn có thật nhiều sức khỏe ha, nãy thêm tiền trong đó. Người ta mong muốn có thật nhiều sức khỏe để có được những niềm vui trong cuộc sống, để tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống. Nhưng người ta đâu có biết rằng ha, chính việc tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống nó tạo ra cái sức khỏe. Đây, chúc mọi người
ngày nào chúng ta cũng được tận hưởng niềm vui trong cuộc sống á, để có được nhiều sức khỏe. Và khi mà có được nhiều sức khỏe thì chúng ta tận hưởng được những niềm vui trong cuộc sống á. Đây, niềm vui, một cái niềm vui nhỏ nhoi thôi nè. Đây, sáng ngày dậy ngắm hoa, sáng ngày đi chạy tập thể dục nè, uống ly cà phê, hít thở không khí trong lành, đó là tận hưởng niềm vui trong cuộc sống rồi. Đó, còn sáng ngày mà chúng ta nằm ngủ tới 10 giờ đó, làm sao á, 10 giờ tối thức tới 1-2 giờ, 1-2 giờ thì không thể nào mà có được sức khỏe tốt được, thì niềm vui thì không nói tới rồi. Đấy. Thì chúng ta giao tiếp, chúng ta lao động á, thì nó có niềm vui. Đây, với lại là cộng với cách nghĩ thoáng hơn một chút xíu nữa thì có niềm vui trong cuộc sống á. Đấy, thì mình nguyên một cái vòng á, có niềm vui trong cuộc sống thì tận hưởng cuộc sống, thì có sức khỏe nhiều hơn, và có sức khỏe nhiều hơn thì tận hưởng được niềm vui nhiều hơn nữa. Rồi, chúc mọi người có thật nhiều niềm vui ha, trong năm mới này. Rồi, xin chào. Đây là mai cúc tần châu nè, nó bị khô nước nó cũng nở ra nè. Tần châu một năm cho tới hai vụ hoa nè, siêu nụ luôn á.